này mà nhở? Hay là dãy đoạn nào nhở? Sân bóng này, hai ngã rẽ này, đi qua 18 cái cây, đúng rồi. Ôi, điện thoại sắp nguồn rồi, trời ơi, đang nước sôi lửa bỏng ấy sắp nguồn rồi. Biết có ai để hỏi đường không nhở? Anh ơi. Nhìn kinh kinh, thôi tự tìm đường vậy. Rồi, bây giờ tao đang có việc bận rồi, tiền sĩ trong. Eo nhìn như thằng cấm mày, công an bắt. Cấm chắc. Cái gì mà cấm? Cái này chỉ là oregano thôi. Shipper bị bắt nhiều rồi, cứ alo tao nhá. Alo mày giải thích á? Ừ, mày cứ alo tao là xong hết. Oregano. Ôi giời, thôi có gì tao gọi cho mày nhá. Ừ. Làm cốc trà sữa. Đứng lại, xuống kia này. Công an đây, kiểm tra đây rồi. Trời ơi, cái trà sữa này mang cái gì đây? Đây là cái gì? Cái này cỏ. Úi giời ơi, cỏ. Cỏ thì không có cỏ gì hết. Cỏ là chất cấm. Anh ơi, em là shipper rồi anh ơi. Shipper cái gì? À, tức là buôn bán hàng mà, tức là có dây chuyền hả? Đi lên phường, nhanh. Alo, anh mày à? Cái cỏ gì nhỉ? Mày giải thích cho sao giờ? Anh công an anh bắt rồi, anh bảo là đây là chất cấm rồi. Alo, chào đồng chí, alo. Này, nhà chị đùa rồi đấy à? Đi lên phường, tang chứng vật chứng đầy đủ rồi, đi lên. Anh ơi, anh giúp em, anh ơi, em có biết cỏ gì đâu, trời ơi, anh ơi. Cái đường kia tắc tao chả muốn đi làm cơ. Vâng, đi các bạn. Ừ, em vừa về văn phòng xong, tối nay sang nhà em nhé. Ừ, bản chính đi em vừa mới tìm được xong. Thế nhá. À mà cái điện thoại này suốt ngày hết pin. Alo. Ơ nó đây mà, tao vừa thấy nói chuyện với thằng nào xong mày bảo không gọi được cho nó. Gì yêu mày chứ còn ai nữa. Alo. Alo. Tại sao đang nói chuyện với tao, cô phải tắt máy đi. Cô đang ngủ. Phải. Cô để điện thoại đó, cô phải tắt máy đi đúng không? Con mà cô là chặn số tôi gọi là không được, cô phải gọi cho bạn cô. Cô bỏ tôi rồi, cô yêu khác rồi, cô phải hiểu, chia tay đấy. Alo. Alo. Mày nghe anh nói chia tay tao, mày ơi, điện thoại của tao hết pin thật mà, mày vừa nói gì đấy? Tại sao mà Minh nó lại có số điện thoại của người yêu mình nhỉ? Chính ra chính là mày! Mày đúng là đồ con giáp 43 thì ra là tặng ngày mà anh ấy chia đây đâu! Có phải lúc nào con gặp Hà là đều do điện thoại hết pin không nhỉ? Đúng quá thầy ạ, thầy nói cái như thầy đang ở đấy ạ. À, thế là cái ông ăn chuối à? Thì bảo sao bói được bài Uno. Mà tóm lại là bây giờ ấy, ông có cách nào giải vong giải hạn thì ông nói cho tôi đi. Ông mới chính là cái người ám quẻ cuộc đời tôi. Cứ bình tĩnh, không việc gì phải lo cả. Cái vấn đề chính của cô ấy là do điện thoại hết pin. Thế nên tôi nghĩ rằng cách giải quyết tốt nhất bây giờ, hãy mua ngay Zenfone Max Plus M1. Giá chỉ 5.490.000 mà đủ các thứ, chắc chắn là đủ cho cô cần luôn. Pin nhá, 4.130mAh dùng thoải mái, dùng như ngày hôm nay sang ngày hôm sau, từ trước sang giờ sau luôn. Mà chưa kể thiết kế của nó thì cũng rất là đẹp nhá. Màn hình thì thiết kế viền mỏng, thừa thượng, mà lại đằng sau là có 2 cam, 1 cam góc thừa, 1 cam rộng. Đủ cho cô chụp ảnh cũng sướng, pét nhè làm gì làm, đủ tất cả các thứ. Nói chung đây sẽ là giải pháp cho cuộc đời của cô. Hãy tin tôi, người đàn ông ăn chín. Zenfone Max Plus à? Ui giời ơi, thế mà tôi cứ tưởng là phải giải vong giải hạn gì đấy. May quá, cảm ơn ông nhá. Đi mua luôn đi chứ còn gì nữa. Mà quên này, nếu mà mua dễ, mua rẻ với nhiều quà tặng ấy, ra đại lý cờ mà mua nhá. Rồi thôi, đi về đây. Ở lại ăn chuối tiếp đi nhá.